Ok, hello anh em, rất vui vì được gặp lại anh em trong buổi tối ngày hôm nay. Là buổi tối thứ bảy cuối tuần. Cái ngày mà chúng ta dành ra để refresh lại đấy, để lạp lại năng lượng sau một tuần làm việc mệt mỏi căng thẳng. Chính vì vậy nên là tôi rất là cảm ơn các anh em đã chọn cái clip của tôi làm cái nguồn giải trí cho anh em vào cái dịp cuối tuần. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Clip này thì anh em đừng like cho tôi nhá. Đừng có ai like cho tôi cả. Đấy, riêng cái clip này hãy để tôi. Hãy để tôi tự like cho chính bản thân tôi. Đấy, bởi vì cuối tuần tôi không đi chơi, tôi ở đây tôi làm clip, tôi phục vụ anh em. Đùa đấy. Hãy để tôi like cho anh em nhá, bởi vì hôm nay anh em chọn tôi. Đấy, hãy để tôi, anh em đừng like nữa, mà bây giờ để tôi like. Nhưng mà tôi rất tiếc là nó lại không có cái nút like để tôi like cho anh em. Đấy, thì thôi anh em lại phải comment vào, anh em phải comment vào tôi like lại, tôi thả tim lại cho anh em vậy. Rồi, thế nhá. Rồi, đầu clip này như thường lệ tôi xin cảm ơn các anh em đã donate cũng như là đăng ký hội viên mới trên kênh. Ôi dồi ôi, cái tuần vừa qua nhiều anh em donate ủng hộ anh em ạ. Chính vì thế là có anh em bị sót. Xin lỗi nhá anh em nhá, nếu mà có anh em mà tôi chưa kịp cảm ơn hoặc là tôi chưa cảm ơn ở cái clip trước thì anh em thông cảm với tôi. Đấy, bởi vì là nhiều khi là cái thông báo nó có cái nó thông báo có cái nó không anh em ạ. Đấy, chính vì thế là nhiều khi là phải vào trong tận app, vào trong tận app mới check được là anh em nào mà donate. Đấy, thì các anh em mà thấy là anh em donate mà tôi không có cảm ơn ở cái video clip sau ấy thì anh em cứ coi như là nhắn tin chất vấn tôi nhá, để tôi clip sau, ngay cái clip sau là tôi sẽ bổ sung ngay cái lời cảm ơn cũng như là xin lỗi anh em nhá. Rất là xin lỗi các anh em. Xin được cảm ơn anh em Ngô Sang, anh em Nguyễn Quốc Anh và anh em Bùi Xuân Luân. Ba anh em đều đăng ký hội viên và hôm trước có donate cho tôi nhưng mà tôi để sót mất, tôi chưa kịp cảm ơn. Rất lấy làm xin lỗi các anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Cảm ơn các anh em Phạm Tiến Quân, anh em Nguyễn Quang Tiến đã donate cho tôi trong buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn anh em đã trích một phần thu nhập của anh em để ủng hộ tôi, giúp cho tôi có thêm bội phần CLG để tăng cường ra clip trong tối ngày hôm nay. Cảm ơn anh em nhé. Rồi, trong cái chủ đề chính ngày hôm nay đấy, hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái line up mà tôi phải nói với anh em là tuyệt vời. Tôi khám phá ra anh em ạ, và tôi sẽ giới thiệu cho anh em. Ai mà không xem clip ngày hôm nay là phí nhá. Là sẽ rất tiếc nếu không xem cái sức mạnh của cái bộ mà hôm nay tôi chia sẻ cho anh em, tôi giới thiệu đến anh em. Mạnh vai đái luôn. Rồi, cứ từ từ, bộ đấy là gì thì cứ bình tĩnh anh em nhá. Bởi vì thế này này, bộ đấy là gì thì tất nhiên là sẽ có ông tua một phát đến cuối luôn. Đấy, để xem. Kệ mẹ nó. Không quan trọng nhá, quan trọng ấy là các anh em ấy, các anh em phải lắm được cái nó phải cái nó gọi là cái gì nhỉ, bộ nào cũng thế thôi, nó có cái key riêng đấy, chứ không phải là cái bộ đội hình form cuối game đâu. Đấy, nó phải cái quan trọng nhất ấy, nó chính là cái phần đầu game và giữa game xây dựng như nào, roll ở level bao nhiêu đấy, đấy nó mới quan trọng nha anh em nhá. Nên là đấy, anh em đến, anh em đã xem đến cái đoạn này rồi thì tức là anh em có thể anh em sẽ xem tiếp. Đấy, còn mấy cái ông mà ông ấy bỏ qua cái đoạn đầu ấy, sau đó ông tua phát đến cuối để xem luôn cái đội hình ấy thì chắc chắn rồi. Nó chỉ biết được cái đội hình cuối game thôi anh em nhá. Đấy, là không biết được cái tinh túy của cái bộ này đâu. Rồi ok. Đấy, chúng ta bắt đầu nhá. Tôi sẽ không tiết lộ vội. Anh em cứ từ từ, tôi sẽ xây dựng dần dần rồi anh em sẽ thấy. Đấy. Đấy, nó cũng sẽ như bao nhiêu những cái bộ bí kíp khác của tôi là không phải ai cũng sẽ lắm được. Nên là anh em cứ yên tâm. Rất nhiều anh em là có kêu tôi là bí kíp thì ra nó ít thôi, hoặc là ra gọi là ở trong cái nhóm hội viên. Đấy, để chỉ các anh em hội viên. Đấy, đóng học phí, bỏ tiền ra thì mới được xem, thì không. Trước đến nay là tôi nói rồi là tất cả những cái clip tôi đều cho mọi người xem hết. Đấy, nhưng vấn đề ở đây này là đã là hội viên ý, thì các anh em lại rất là chăm chú xem. Các anh em lại rất là, nó cũng là một cái sự gọi là yêu quý tôi đấy. Tức là anh em đã đăng ký hội viên rồi là yêu quý tôi rồi, thì anh em, cái cách anh em xem, cái cách anh em tìm hiểu về những cái hướng dẫn của tôi ấy, những cái chia sẻ của tôi nó rất là kỹ lưỡng, nó rất là chăm chút. Đấy. Ui, da gấu này. Đấy, nhưng mà da gấu, gấu này cũng chỉ mang tính chất là câu làm tiền thôi anh em nhá. Chứ gấu này là không phải là gấu để chơi gấu đâu nhá. Có tôi biết là dạo gần đây thì có rất nhiều người là đam mê cái bộ gấu này. Tôi phải nói thật với anh em là như thế.
rất nhiều người chơi gấu. Ở trong meta bây giờ là người ta rất thích chơi gấu anh em ạ. Bởi vì làm sao? Con gấu này bây giờ là cái con gấu đủ nó giảm xuống 1 tiền. Ngay round 1 là nó có gấu đủ rồi. Đấy, gấu đủ bỏ vào từ round 1 tăng cái phần trăm là ra là con gấu nó nhiều hơn. Bởi vì anh em cũng biết rồi đấy, là cái con gấu này nó sẽ có cái tỷ lệ tăng cái phần trăm nó xuất hiện cái con gấu tiếp theo sau mỗi round. Đấy, tức là nếu mà anh em bỏ vào cái round đầu tiên đúng không, round thứ hai nó không ra gấu thì nó sẽ tăng cái phần trăm lên cho tới khi mà nó ra con gấu. Đấy, úi dồi ôi, ra hai con gấu này, hai con gấu Saman luôn anh em ạ, dã man. Đấy, nhưng mà con gấu Saman này thì nó cũng chỉ là để tôi bán thôi, ra thì cũng chỉ để bán để lấy tiền thôi anh em ạ, chứ còn không chơi anh em nhá, không chơi không chơi. Đấy, tí nữa thì chúng ta sẽ bán cái con gấu rồi đi. Rồi, các anh em chơi trong lành ấy, anh em thấy gấu nhiều không? Đấy, anh em thấy nhiều thì anh em có thể comment phía dưới nhá. Anh em thử comment cho tôi biết xem là anh em chơi những cái trận đấu của anh em nó có nhiều người chơi gấu không. Đấy, chứ còn tôi nói thật với anh em là có những cái trận đấu ấy mà có tới 6 ông chơi gấu tôi đã gặp rồi. Chính bản thân tôi gặp. Đây này, gấu nhiều lắm anh em ơi. Bây giờ gấu nó ra nó nhăn nhản luôn. Mà tôi thấy cái tỷ lệ ra gấu nó nhiều cơ anh em ạ. Cái tỷ lệ ra gấu ấy là nó rất nhiều nhá. Hình như là bọn này nó bắp cái kiểu gì mà nó bắp được cái bọn gấu này nó kiểu như là cái bọn gấu này tỷ lệ của nó ấy, nó ra nó dễ hơn hay sao ấy anh em ạ. Dễ lắm, tôi cảm giác thế. Nhà nào cũng có gấu. Đấy, thế nên là cái trận này tôi không chơi gấu anh em nhá. Nếu mà tôi chơi gấu ấy thì hóa ra là lại thành là tôi là một trong 7 cái thằng chơi gấu à. Không nha anh em nhá. Đấy, không chơi gấu. Trận này thì nói chung ấy là chơi gì thì anh em vẫn chưa biết ở đâu. Nếu mà anh em nhìn ở trên cái hàng chờ này thì anh em vẫn chưa biết được là tôi chơi gì đâu. Đấy, nhưng mà dần dần rồi anh em sẽ biết. Dần dần rồi anh em sẽ biết thôi. Cứ bình tĩnh. Vừa nãy là anh em thấy là tôi không mua cái con Wing Ranger. Đấy, thì tức là tôi không chơi Hunter rồi. Đúng không? Phải không? Có phải không bạn ơi? Ui giời, thằng này khỏe đấy. Nhưng mà tôi vẫn ăn được. Hay quá. Gấu đá tín thật. Tạm thời thì nhờ gấu đá đã anh em ạ. Ui rồi ui, ba con gấu rồi là anh em này. Chết rồi, ba con gấu rồi anh em ơi. Cũng không chơi. Ba gấu cũng không chơi. Tí nữa bán gấu anh em. Bán gấu nha anh em nhá, không chơi gấu đâu. Yên tâm, trận này chắc chắn là không chơi gấu. Tôi hứa với anh em là cuối tuần này là tôi, tức là hôm nay này, thứ bảy, là tôi sẽ ra một cái clip, một cái đội hình rất là hay ho mà tôi khám phá được. Đấy anh em ơi, nên là hôm nay không chơi gấu nhá. Kể cả nó có ra gấu tôi cũng không chơi. Tôi sẽ giới thiệu cho anh em một cái đội hình rất hay mà không có phụ thuộc vào mấy cái con gấu này làm gì, cho nó mệt mỏi ra anh em ạ. Đấy, nhà thì ra, nhà thì không ra, thì đen thì không ra, mà đỏ thì ra. Đỏ thì top 1, đen thì top 8. Chơi gấu là như thế mà, hên xui. Đấy, anh em ra được trận, anh em ra gấu nhiều, anh em chiến thắng được thì anh em hên thôi, trận đấy hên thôi. Vào trận sau cái đen không ra được thì anh em xui rồi. Trận xui rồi thì thôi. Đấy, nhá. Nên là thôi tôi quyết định rồi. Là riêng cái bọn gấu này thì trong cái clip của tôi ấy, tôi nghĩ là tạm thời nhá, cái bọn gấu này cho đến khi nó fix lại, nó update lại để sửa lại cái việc là con gấu này nó ra hơi nhiều ấy, nhiều người chơi gấu ấy, thì tôi sẽ không có chơi gấu nữa. Đấy, tôi sẽ không chơi gấu nữa nhá anh em nhá. Rồi bây giờ trở về sau là tôi sẽ không chơi những cái bộ liên quan đến những con gấu nữa. Ok. Rồi. Vậy là round sau chúng ta sẽ gặp Nguyễn Thiện Linh. Ui, Nguyễn Thiện Linh yếu lắm. Không ăn thua anh em ạ. Nguyễn Thiện Linh này toàn một sao. Rồi thế cứ để cái này được rồi. Còn một sao thôi, cho không cần phải up cấp đâu. Level 6 ăn thừa sức. Ok, đây có cái búa xét này. Búa xét này hút máu trừ giáp. Lấy búa xét lấy lợi thế luôn không? Nhé. Yeah. Round này thực ra là vẫn chưa phải up cấp anh em ạ. Ghép cái búa xét luôn. Búa xét đầu game lấy lợi thế anh em ạ. Hút máu trừ giáp thì đầu game nó chưa khỏe. Late game mới khỏe cơ. Cái hút máu trừ giáp thì phải đánh lết thì là mới có hiệu quả. Còn bây giờ thì hút máu trừ giáp là không ăn thua.
so với cái bố set. Tôi nghĩ là thôi, không không cần up 7 đâu anh em ạ. Thằng kia nó không có ý định nó lên nó up 6. Chính vì thế là thôi, bây giờ mình cũng mạnh hơn mà. Bây giờ hai gấu đá ở đây là cái bọn Hunter nó mỏng lắm, không cần anh em ạ. Thôi, từ từ đã. Thằng kia nó không up 6 lên, mình 6 con mà có hai con gấu đá này thừa sức đánh được. Ok. Hàng này mỏng dính mà, hàng Hunter này không kẹp được đỏ vào mỏng đấy, gấu đá quẹt phát chết rồi. Yếu. Ui rồi lại ra gấu xin này. Ui rồi chết rồi, không được rồi anh em ơi. Thế này là phải chơi gấu rồi, trận này phải chơi gấu rồi. Trận này là nó cho chơi gấu. Gấu xin bây giờ ra quả trứng đập cho gấu assassin là chơi được luôn này. Đấy, nó lại như thế cơ như này. Cái trận mà tôi không muốn chơi gấu thì nó lại cho gấu để chơi. Và vừa hứa với anh em vừa lấy rồi. Vừa hứa với anh em vừa lấy là không chơi gấu rồi. Thì bây giờ nó lại ra này. Mà đây tôi đang chuẩn bị cái bộ beat ở phía dưới này rồi. Đấy, gấu assassin kẹp beat 3 assassin 6 beat cực kỳ mạnh nhá. Kẹp ở level 9 là đã đủ rồi. Đấy, level 10 kẹp Kira nữa là xong. Đủ bộ. Quá mạnh. Ui, round này căng đấy nhở. Ui, vẫn ăn được thằng 6-6 Hunter này. Wow. Ghê đấy. Gấu tín thật. Ui, ra cả súng này. Ra súng à. 6 Hunter vào. Đủ bố 6 Hunter rồi. Thế thì Thế thì làm gì bây giờ anh em? Thế thì gấu à, ơi trời ơi, có chơi không nào? Chốt nó nhanh lên, không mất bố nó chui bây giờ đấy. Bây giờ gấu kẹp xin vào này, bốn bit này, xong rồi vứt Hunter đi này, chơi này, ok. Chốt luôn cho nhanh. Đấy, chơi gấu. Nhưng mà vừa hứa với anh em nó không chơi gấu nữa. Đến bao giờ mà nó update mà. Điêu thật đấy. Trời ơi, chả nhẽ tôi lại sắp mang thân hình của một con lươn. Ôi dồi ôi mẹ. Gấu nó ra như này cũng chơi. Cáu thật. Thôi được, chiều anh em đấy nhá. Tôi chiều anh em quá rồi đúng không? Dã man thật sự. Ok. Đấy, anh em thấy không? Bán hết gấu rồi nhá. Đấy, mặc dù có hai cặp gấu rồi, tôi vẫn bán đi. Trời ơi. Đúng là chiều anh em thật sự luôn. Đấy, thôi được rồi, như lời hứa thì hôm nay là sẽ phải ra cái clip hay ho, đội hình cực kỳ hay ho cho anh em xem mà không phụ thuộc vào loài gấu. Chính vì thế mà tôi không thể làm mà mang thân xác của một con lươn được. Như anh em nhá. Rồi. Ok. Đây. Ok, ổn áp rồi đấy. Ổn áp rồi đấy, ra hình rồi đấy anh em, ra hình rồi đấy. 4 bit 3 Hunter. 4 mít 3 Hunter ở level 7. Thực ra thì cũng nó cũng không phải là mạnh lắm đâu. Nó cũng cái đội hình này thì nó cũng loàng xoàng thôi, nhưng mà nó lên được 8 ấy thì nó mạnh đấy. Lên 9 thì nó càng mạnh. Anh em ạ. Đấy, tôi để sẵn đây mua tự động một tí nữa đỡ bị sót. Rồi. Mà trận này không có tên Sulami. Có tên Sulami thì nó mới mắc binh được. Nha anh em nhá. Đây, nếu mà trận này tôi đi cái đội hình này ấy, thì nó cũng chỉ gọi là chưa phải là mắc binh, nó chỉ gọi là 8-9 điểm thôi. Trận này tôi sẽ test cho anh em xem. Trận này ấy, thì khả năng là nó sẽ có Aegis Seed. Sẽ có thằng chơi Aegis Seed Witcher đấy. Có chú quỷ mà. Nên là sẽ có người chọn Aegis Seed Witcher, nên là yên tâm. Chúng ta sẽ test được cái đội hình của tôi với cái đội hình mạnh nhất bây giờ. Nha anh em nhá, mạnh nhất beta bây giờ chính là Aegis Seed Witcher. Khi mà trong đội hình có chú quỷ. Rồi. Chúng ta sẽ để 6 Hunter vào đây anh em ạ. 6 Hunter 4 bit. Ở level 9 nha anh em nhá. 15 được như thế. Còn bây giờ đang ở level 8 thôi.
Không sao, lên 9 rồi chúng ta sẽ kẹp bit vào. Bây giờ cái việc quan trọng là giữ cái chuỗi này. Đấy, nhưng mà cái đội hình này thì giữ chuỗi nó cũng không có gì là khó cả, vì chúng ta chơi Hunter từ đầu mà. Chính ra những cái thằng mà chơi gấu nó lại khá là hên xui. Gấu nó lên được 2 cơ thì mới đánh được chuỗi thắng. Còn gấu mà nó cứ lằng nhàng toàn cặp một sao thôi thì cũng chưa chắc đã ăn được đâu. Ui ui, nhưng mà thằng này nó lên được con gấu đá 2 này. Thế thì chết mẹ, mất chuỗi không nhỉ? Ơ không mất cơ. Vẫn không mất cơ, gấu đá quẹt được đúng một phát. Hay quá. Được đấy nhờ. Rồi, ui giời, con đẩy nó 14 máu kìa. Quá căng. Được đấy, tranh thủ lúc này đẩy luôn. Mà cái bộ này nhá, nó cũng là chính là cái bộ siêu đẻ đấy anh em. Bộ này đẻ cực kỳ kinh luôn, đẩy cực kỳ kinh khủng nhá anh em nhá. Tức là nó vừa này mạnh này, nó vừa mạnh, nó vừa có đam này, nó lại vừa đẩy kinh nữa. Đây cũng là một trong những cái đội hình mà nó slow ball cực kỳ kinh khủng. Đấy, đây chính là đội hình slow ball đầu game. Nếu mà anh em có thể là xả tiền mạnh và giữ được chuỗi ấy, thì có khi là anh em cũng 100% máu đến hết game luôn đấy. Nha anh em nhá, cái đội hình này nó slow ball kinh lắm. Bit mà, chơi bit mà. Đây anh em, bây giờ tôi đã có là 2 bit rồi, 3 bit ở đây rồi. Lên level nữa là kẹp thêm bit nữa và là 4 bit rồi, ở level 9. Đấy, rồi. Khỏe chưa? Thực ra cách xây dựng này nó giống hết cái cách xây dựng ở cái clip cách đây 2 ngày mà tôi ra, mà tôi chơi bộ bit 100% màu đến hết game ấy. Nếu mà anh em xem cái clip đấy, anh em cũng thấy được là nó có cái màu sắc là hơi giống, đúng không? Đây là cũng là 6 Hunter đầu game kẹp với cả bit. Đấy, nó sống hệt. Level 9 thì bắt đầu chuyển sang 6 bit. Đấy, xong rồi kẹp 5 đô vào chơi. Anh em thấy giống chưa? Giống không? Giống hệt luôn đúng không? Đấy, thì cái cách xây dựng đầu game nó như thế nhá anh em nhá. Cái chuỗi này nó sẽ rất là khỏe nếu mà anh em có con gấu ở phía trước làm tăng cơ, và hàng đằng sau ấy là cái bọn Hunter nó bắn. Nó rất khỏe. Ui, mấy giờ mới để ý nhá. Nó giống hệt là cái game hôm trước luôn. Con game này nó giống hệt game hôm trước. Cái con thỏ của tôi ấy, nó cũng lên được 2 sao. Còn cái bọn khác là toàn 1 sao thôi. Anh em thấy giống không? Giống hệt luôn. Ui chết, chết rồi. Con thỏ nó bị bớ vào rồi. Con thỏ nó bị bớ vào, nhưng mà tôi chưa chắc thua. Đấy anh em thấy ạ. Ui rồi, đàm to. Đàm to anh em ạ. Thỏ mặc dù là dồn đồ nhưng mà đâu phải là chỉ có con thỏ nó gây đam được đâu. Cái đội hình này tất cả đều gây đam được anh em nhá. Tất cả đều gây đam được, rất khỏe. Anh em có thể thấy là ở đây là beat, xong rồi còn kèm Hunter mà. Đấy, lên 9 luôn. Bây giờ là đã 4 beat rồi. 4 beat kèm Hunter rồi, cộng 40% đam. Đấy, cho bọn Hunter. Xong rồi Hunter lại được cộng thêm 80 đam nữa. Anh em thấy đam to không? Mấy cái con 1 sao nhưng mà đam nó đã rất to rồi. Đam của mỗi con 1 sao đấy nó cũng hơn 100 đam rồi. Đam rất to. Đấy, còn bọn bit thì những cái con mà nó đẻ ra ấy, những cái con đệ ấy, nó cũng sẽ được hưởng cái hiệu ứng của bit. Chính vì thế là tôi sẽ chơi những cái con gọi đệ nha anh em nhá. Hunter tôi cũng chọn những cái con gọi đệ để tôi chơi. Những cái con như con nhện này, vừa có khống chế là vừa có gọi đệ này. Đấy, là đệ đẻ ra là cũng được hưởng là cái hiệu ứng của Hunter. À, hiệu ứng của bit, rất khỏe. Anh em thấy đam to không? Ui giời. Rất to luôn. Ngoài việc to ra thì nó rất đông để nó cú nhảy. Ui, thằng kia nó áp lên 9 thì nó cắt chuỗi tôi nhưng mà không cắt được kìa. Ôi giời, xả tiền áp 9 nó không cắt được. Thế thì xác định rồi bạn ơi, xác định rồi bạn ơi. Nhưng mà thằng đấy nó cũng có 2 con gấu assassin rồi, chắc là cũng chơi được. Đấy, nếu mà trận này mà tôi chơi gấu thì tôi cũng có con gấu assassin rồi đấy chứ. Gấu assassin cho 2 con rồi, có khi bây giờ là lên 2 sao rồi ấy chứ. Đấy, nhưng mà tôi không chơi. Để trận đấu này là tôi chơi cái đội hình mà tôi giới thiệu cho anh em, cái đội hình cực kỳ mạnh nhá. Và bây giờ anh em nhìn thấy hình rồi đấy. Đó chính là đội hình là 4 bit kết hợp với cả 6 Hunter nhá anh em nhá. Chỉ ở chơi ở level 9 thôi. Anh em thấy không? Đơn giản không? Không cần lên level 10 nhá, chơi ở level 9 xong luôn. Đấy, một đội hình mà rất hay, chỉ cần chơi ở level 9. Rồi thôi, bây giờ tôi sẽ dừng lại ở level 9 và tôi roll nha anh em nhá. Rồi, cấm đánh này. Roll thôi. Roll beat lên 3 sao. Và Hunter co lên 3 sao anh em nhá. Đây rồi, cung đen lên 2 sao này. Rồi, dồn đồ cho cung đen á.
Roll đến khi con cung đen này nó lên được 3 sao thì mới up cấp nha anh em nhá. Lên 10 thì kẹp 5 đô vào thôi. Kẹp 5 đô vào thôi anh em ạ. Kẹp gì cũng được. Chuyện này thì có nhiều con chơi được. Con có thể là kẹp Squire. Ủa tôi chết rồi, round này có khi thua nhỉ. Thua không? Vẫn không thua cơ anh em ạ. Dã man. Mà tôi không hiểu sao cái con cung của tôi để ở giữa mà lúc nào nó cũng bị bớ đầu tiên là sao. Điêu thật. Đây rồi, gấu này. Thôi, xả tiền mạnh thôi anh em ạ. Round này cũng tôi nghĩ là xả tiền mạnh. Mạnh lên nào. Rồi. Từ từ đã. Thế này được rồi đấy anh em ạ. Bán con này đi đã này. Thiếu slot rồi. Thiếu một slot. Thôi bán con này đi, không cần. Ok. Không cần phải khô máu. Không cần phải khô máu, từ từ đã. Thế này là ổn rồi. Lên được Unicorn lên 3 sao, gấu 2 sao, cung đen 2 sao, ở level 22, ở level 9 là ok rồi anh em ạ. Chưa vội. Chưa vội anh em nhá. Cái bộ mà Hunter Beat này này, nó chỉ chơi được là 4 beat thôi anh em ạ. Còn nếu mà muốn 6 beat là phải lên level 11 cơ. Chính vì thế là cái bộ level 11 thì thôi, xác định là đừng có chơi. Chơi làm cái gì, yếu. Chơi là phải lên 11, mà lên 11 là phải chơi human, xong rồi chuyển sang thì yếu lắm. Đây là chơi là slow ball luôn, giữ chuỗi từ đầu đến cuối luôn anh em nhá. Thôi không chơi ngộ không. Con ngộ không này tôi không chơi đâu. Trận này không chơi ngộ không đâu. Trận này là lên 10 là kẹp cái gì vào nhỉ? Kẹp Squire anh em ạ. Trận này kẹp Squire hoặc là kẹp Omen này kìa. Lên 10 kẹp Omen nên là cái con ngộ không này ấy, nếu mà mua thì cũng chẳng có đồ mà chơi. Ngộ không mà không có đồ chém lan thì cũng yếu lắm. Thôi. Ui dùi, Clyde này. Ăn nổi không? Ui, cửa lai mềm vãi đái luôn. Anh em thấy không? Hunter kẹp bít vào đam to, bắn cửa lai bắn mềm như bún luôn. Sợ thật sự. Rồi, bây giờ roll ở level này thôi anh em nhá. Roll tiếp nào. Đây rồi, sâu lên được 2 sao này. Roll tiếp cái nữa này. Ok, khô máu vậy luôn đi. Khô máu anh em ơi. Đây rồi. Hết tiền luôn anh em ơi. Nó nhiều. Đây rồi, gấu lên được 3. Rồi từ từ đã. Bình tĩnh. Đến lúc lại phải bình tĩnh anh em ạ. Bình tĩnh. Không vội, gấu lên được 3 rồi. Giải tán được cái hàng chờ là được rồi mà. Cần gì đâu. Tôi chỉ cần giải phóng cái hàng chờ thôi. Nhưng mà round này có chết không? Round này mất chuỗi không? Ui chết rồi, cung của tôi chết rồi. Thôi xong, mất chuối rồi. Ăn được thằng này không? Vớ vẩn ăn được này. Ăn được luôn. Điêu là thấy con gấu gánh thế nhở. Gấu 3 sao, may rau rồi. Roll được con gấu lên 3 sao đấy. Đấy thế thôi, lại từ từ 50 tiền. Ui dồi, slow ball vãi đái luôn anh em ơi. Đội hình mạnh đấy chứ. Anh em thấy không, mấy con gấu assassin các thứ assassin vào toàn thua thôi, đã thấy thằng nào ăn được tôi đâu. Thậm chí có những cái round mà bọn assassin nó còn bắt được co tôi, nó giết chết co tôi rồi, thế mà rồi vẫn ăn được luôn, chứng tỏ đội hình này nó rất mạnh. Kìa, có Nguyễn Thiện Linh chơi Egosit kìa. Egosit rồi ra 7 rồi kìa, càng đấy. Egosit Witcher ra 7 rồi, khả năng lật kèo rất cao. Đấy, trận này tôi sẽ test cái đội hình này để xem là liệu rằng quánh cái đội hình mạnh nhất meta liệu có ăn được không nhá anh em nhá. Còn nếu mà cái đội hình này của tôi ý, đấy mà tôi tìm được ra cái đội hình này, tôi khám phá ra cái đội hình này mà nó còn đấm được cả cái bọn Exit Witcher thì là gì? Có nghĩa là cái bộ này nó sẽ là cái bộ mạnh nhất meta. Đấy, mạnh hơn cả Exit Witcher luôn. Được chưa anh em? Quá hợp lý. Rồi, xem nào. Rồi, đồ cứ từ từ anh em nhá. Anh em biết cái sức mạnh của cái bộ này nó mạnh ở cái chỗ gì không? Nó là cái điều gì mà khiến cho cái bộ này nó có cái sức mạnh không? Đây này, tôi phân tích cho anh em. Thì thứ nhất ý, là tôi sẽ cho toàn những cái con siêu đẻ vào đây thôi.
tốc độ trận đấu sẽ được đẩy lên rất nhanh và nó sẽ là slow ball với cái lượng đam to đến từ 6 hunter. Đấy. Thì nó slow ball, tốc độ trận đấu đẩy lên cao. Bây giờ mình round 26 nữa đấy anh em. Sắp đi hết rồi. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai ấy là cái khả năng mà tăng cơ phía trên là nó rất ổn. Bởi những cái con nó có khả năng triệu hồi. Đấy, triệu hồi ra đệ, có nghĩa là những cái con đệ đấy nó cũng có khả năng tăng cơ, tăng máu, tăng khả năng tăng ở phía trên. Đấy, rất khỏe nhá, rất khỏe nhá. Khả năng tăng cơ khỏe cho hàng phía dưới là cái con Exit Ranger là có thời gian nó gây đam, nó bắn. Đấy, anh em thấy ổn không? To chưa? Đám to chưa? Ui dồi, ui ôi, nhìn cái con Secret Lancer kìa. Có búp khiên Clyde mà cũng bắn mềm như bún luôn. Đấy, đó chính là cái thứ hai, cái sức mạnh thứ hai của đội hình. Còn nói về siêu lết nhá. Siêu lết thì thôi rồi luôn anh em ạ. Đấy rồi, siêu lết thì nó như này. Siêu lết thì chúng ta có, nếu mà có Tsunami thì nó còn mạnh nữa, bởi vì nó sẽ có hai cái khống chế mạnh nhất trong game là con Siren và con Tsunami. Đấy, riêng về khống chế thì tuyệt vời luôn anh em ạ. Nó phải gọi là cực kỳ kinh khủng. Hai con khống chế mạnh nhất trong game. Khống chế 5 giây mà với cái đội hình này thì 5 giây nó là nó là cả vấn đề đấy. 5 giây là coi như là dọn cả bàn cờ rồi anh em ạ. Với cái đội hình đam to như thế này. Đấy. Chính vì thế là nếu mà có Tsunami thay cho Skull Hunter anh em nhá thì nó sẽ rất mạnh. Thôi chết rồi, gặp cái thằng này ăn được không? Khả năng thua rất cao. Bây giờ tôi vẫn chưa full được, phải Exit Ranger lên 3 sao cơ. Úi giời, chưa được rồi. Mất chuỗi cho thằng này mới cay chứ. Level 10 50 tiền kìa. Mẹ ơi, ra đủ bộ rồi. Ra cả 72, ra cả đủ bộ. Exit ở level 10, 4 Witcher thôi xong. Cúng cho cái thằng mạnh nhất rồi. Nhưng mà thôi không sao. Đấy, để cho nó roll được con 72 đi. Roll con 72 đi để chúng ta sẽ test được sức mạnh của cái đội hình này nha anh em nhá. Cho nó roll ra 72 đi. Đấy, đấy nó gọi là tôi cố tình đấy. Tôi cố tình ở cái round đấy tôi thua cho Nguyễn Thiện Linh. Anh em cứ tưởng là tôi bị thua, thực ra không phải đâu. Mình cố tình đấy. Cố tình để cho test cái sức mạnh của đội hình của tôi thôi anh em ạ. Ui giời. Tôi chỉ đang test sức mạnh đội hình của tôi thôi. Anh em lại cứ tưởng là round vừa rồi tôi thua nó à? Không nhá. Không, không có chuyện đấy đâu. Rồi bây giờ lại nói tiếp đến cái đội hình của tôi này. Đấy nhá, bây giờ cái đội hình này cái khống chế là cái late game mà chơi được này. Đấy, với hai khống chế mạnh nhất game, đúng không? Ui dồi ôi, bị đòi đánh này, lại bây giờ lại bị thằng Clyde đánh. Chưa kịp dứt lời thì bị Clyde bây giờ nó đủ bộ nó đấm cho. Ui dồi ôi, nó đẩy kinh quá. Không anh em ơi, đấy là tôi lại đang tăng cái sức mạnh đội hình của bộ Clyde lên. Đấy, để cho nó có đủ sức mạnh nó đánh với tôi. Đấy rồi anh em ơi, cung đen lên được 3 sao. Bộ này nó mạnh lắm, nên là phải để cho bọn nó mạnh lên. Chứ còn nếu mà bọn nó yếu quá oánh thì không thể nào mà thể hiện được hết sức mạnh của đội hình anh em ạ. Nhớ anh em nhớ. Anh em cứ bình tĩnh. Rồi, lên 10 kẹp được gì? Lên 10 kẹp Squire vào, thêm một khống chế nữa. Trận này chả qua không có Tsunami nên là chưa mắc binh được thôi anh em ơi. Đấy, có Tsunami 3 cái khống chế nó khác hẳn luôn. Nhưng mà không sao, bây giờ tôi cũng chả cần. Tôi trận này tôi cho nó yếu hơn đấy, yếu hơn bình thường để cho anh em thấy sức mạnh đội hình nhá. Đấy, còn late game thì thôi rồi. Đấy, cái khống chế của nó là cái rất quan trọng. Khống chế ở đây là thực ra là có những cái con nào là khống chế. Con thứ nhất là Tsunami này, khuôn đội hình này. Con thứ hai là Siren này, anh em thấy không? Ui rồi ui, Exit 6 Exit 6 Hunter này. Ôi giời ơi, đẩy cho 26 máu luôn. Gặp 4 bit kết hợp với cả 6 hunter đẩy kinh không? Anh em thấy kinh không? Đấy. Không biết là một thời gian nữa cái bộ này của tôi nó có trở thành cái bộ quốc dân không, lại có nhiều ông chơi. Đây này anh em này, thấy không? 6 hunter, 6 exit. Ở dưới thì cũng 4 witcher kết hợp với cả 6 exit có 7 rồi nhá. Được chưa? Đấy. Tất cả nó đều đang đủ bộ rồi, form đủ bộ rồi, mạnh nhất rồi. Đấy, tôi bây giờ thì tôi còn chưa phải là mạnh nhất đâu. Mạnh nhất là phải lên 10 đó, kẹp Squire vào. Đấy, thì nó mới là mạnh nhất. Sau đó tôi còn roll tiếp cơ, bây giờ tôi kiếm 3 sao luôn cho cả mấy cái con
con sâu với cả con Skull Hunter nữa, Medusa nữa, kiếm tiếp luôn, lên 3 sao luôn anh em ạ. Bây giờ full hết rồi mà. Ok, bộ này được cái nó cũng rẻ tiền, nó kiếm được hai con 3 sao rẻ tiền, hai con thuộc tộc Druid mà nó lại rất hiệu quả, hai con đấy rất hiệu quả, tăng cái phần tăng cơ phía trên giúp cho cái bộ này đam nó to, ở phía dưới nó to mà tăng ở phía trên lại ổn. Đấy, tăng cơ ổn nhá, khống chế mạnh nhá. Đam to. Đam thì thôi rồi luôn anh em ạ. 6 bit là cộng 40% đam. Đấy, kết hợp với cả coi như là 6 Hunter nữa, cộng thêm 80 đam nữa. Rồi con cung đen có khả năng nội tại của nó là cộng thêm 60% đam cũng như là tốc đánh. Đấy, stack với cả bộ bit 40% đam nữa anh em ạ. Con này á, đam cả 1000 đam luôn. Ra vào trận đấu cái là đam 1000 đam luôn anh em ạ. Không cần phải là ở trong bộ Aegis Seed Witcher được bắp bởi chúa quỷ nhá anh em nhá. Mà ở trong cái bộ này là nó vào một phát là nó 1000 đam luôn rồi. Cung đen 1000 đam thì nó bắn thì nó ui rồi ôi, bắn nó hai phát chết con anh em ạ. Đây xem này, này. Kinh chưa? Ui rồi, bắn cho con gấu kìa chết luôn. Đây, một phát con lửa cây chết luôn kìa. Đấy, anh em thấy không? 989 đam. Ui rồi ôi. Đây rồi, Squire đây rồi, hay quá. Khỏe chưa? Anh em thấy khỏe chưa? Mà giữ máu thì tốt lắm. Bộ này anh em thấy này, giữ máu tốt không? Vẫn 81 máu. Mạnh không? Quá mạnh luôn. Rồi, lấy cái xung kích này cho Squire, cho tung trưởng nhanh. Ok, bây giờ run Squire lên 2 sao rồi. Medu thì cho lên 3 sao, ok. Medusa lên 3 sao này. Thôi rồi. Tiền bây giờ cũng chỉ để đưa bọn này lên 3 sao thôi mà. Còn bây giờ full hết rồi. Đấy, Nguyễn Thiện Linh sang soi này. Càng đấy. Còn riêng cái bọn Aegis Seed kết hợp với cả 6 Hunter này thì thôi nhá. Tiến bạn lên đường luôn nhá. Quá yếu luôn so với cái bộ này của tôi. Quá yếu luôn anh em ạ. 6 Aegis Seed, 6 Hunter không đủ tuổi để đánh với cái bộ này. Mặc dù là cũng là 6 Hunter đấy, nhưng mà chỉ kẹp có 4 mít thôi. Lên 10 vẫn dư một slot kẹp 5 đô. Anh em thấy khác biệt không? Rất khác biệt luôn. Thằng kia là nó phải là full 10 slot mới đủ bộ. 10 slot mới đủ bộ mà không kẹp được thêm 5 đô. Bộ này kẹp được thêm 5 đô khỏe hơn nhiều. Em thấy căng chưa? Đấy, bọn nó chơi xong bọn nó phải sang soi đây này, phải sang xem nên là đội hình gì mạnh thế này, anh em thấy không? Đấy, hy vọng là cái bộ này anh em sẽ nhớ đến tôi nhá khi mà anh em chơi bộ này. Chứ còn đừng như là những cái bộ khác mà của tôi toàn khám phá ra giới thiệu cho anh em, không lại một thời gian sau lại quên luôn, không nhớ tôi là ai hết. Không nhớ bộ này là do ai coi như là khám phá ra, do ai sáng tạo ra. Đấy. Là quên luôn. Khổ. Buồn lắm chứ anh em. Bao nhiêu bộ rồi, bao nhiêu line up thành meta hết rồi. Đấy, nhưng mà anh em nào đâu có nhớ tôi đâu. Đây này anh em thấy không, round này gặp cái thằng Aegis Seed 72 này. Ui rồi ôi anh em nhìn kìa. Ôi rồi ôi nó bắn cho. Ui rồi ôi khỏe chưa. Đấy anh em thấy chưa, cung đen 1000 đam. Khác đéo gì con cung đen ở bộ Witcher đâu. Mà thậm chí là ở trong cái bộ này nó lại còn mạnh hơn cơ, bởi vì nó có nhiều khống chế anh em ạ. Cái bộ Aegis Seed Witcher ấy, nó làm gì có khống chế, không kẹp được. Anh em thấy không? Trong khi bộ này nó kẹp được là 3 con khống chế. Mạnh lắm anh em, khống chế late game nó là vô địch nha anh em nhá. Càng nhiều khống chế late game là với những cái bộ mà gây đam to ấy, thì nó lại càng là vô địch. Mà trong khi cái bộ này nó đủ, đầy đủ hội tụ luôn. Đấy, đầy đủ các cái yếu tố để trở thành một cái bộ mạnh nhất trong game. Khi mà ở đây nhá, là late game là có thể kẹp tới 3 khống chế. 3 khống chế 5 đô à thôi. Đấy, đam thì thôi, không phải bàn nữa, đam thì quá to rồi. Kết hợp 40% đam của Beat và 6 Hunter thì quá to rồi. Đấy, còn lại là gì? Còn lại chính là đẩy siêu đẻ. Đẩy rất kinh khủng. Anh em này, anh em nhìn này. Ui rồi ôi, anh em nhìn thấy chưa? Thấy chưa? Ui rồi, nhìn thấy chưa? Ui rồi, nhìn thấy chưa? Anh em thấy chưa? Đẻ kinh chưa? Ui rồi, càng ông. Đấy. Đấy chưa, nó đẻ ra nó câu kéo rất nhiều thời gian nhá. Khỏe chưa, lại có chuỗi này. Căng không, mà cái bộ này nhá lại được cái nó rất là rẻ tiền.
Đấy, tôi xin nói với anh em là bộ này nó khá là rẻ tiền luôn. Anh em nhìn mà xem, nó toàn là những cái con rẻ tiền thôi. Trừ những cái con 5 đô ra thì những cái con, ví dụ như con gấu kia thì nó chỉ gọi là drui ghép vào thôi. Unicorn thế này rất rẻ nhá, unicorn mất có 4 tiền thôi, được lên 3 sao. Đấy. Rất rẻ tiền luôn. Co là co 2 tiền. Co 2 đô. Run lên 3 sao ở level 9. Rất là ok. Đấy, bộ mạnh không? Công thủ toàn diện nhá, khống chế mạnh nhá, late game. Chính xác, đây là cái bộ mạnh nhất trong meta rồi. Anh em yên tâm đi. Tôi thì tôi vẫn chỉ có lo sợ là cái bộ này là sau này nó thành cái bộ quốc dân thôi. Đấy, mà một khi mà nó đã thành quốc dân ấy, người ta chơi nó giống như là nó là điều đương nhiên rồi ấy, thì không biết là người ta có còn nhớ tôi không. Đấy chính là cái điều mà tôi lo sợ nhất. Thật, người ta thường quên đi những cái giá trị ban đầu. Cái người mà chỉ cho người ta cái bộ đấy để người ta có thể tự phát triển và mạnh hơn. Tôi nói thật với anh em, có nhiều người như thế đấy. Có nhiều người là quay sang khi mà tôi giới thiệu cho cái bộ này bộ kia, tôi dạy cho người ta. Sau khi người ta chơi được hay, người ta quay sang là người ta đấm tôi, rồi người ta cười hả hê. Và cái đấy anh em ạ, tôi đã trải qua rồi anh em ạ. Đấy, đắng lắm, đắng lắm. Thật. Đấy, những cái công sức của mình bỏ ra, những cái gì mà mình, cái sự tận tụy của tôi bỏ ra, cái sự tâm huyết của tôi khi mà tôi phải nghiên cứu và tôi ra là những cái line up. Đấy, tôi giới thiệu cho anh em mà lại không được công nhận, thì thực sự là lúc đấy tôi cực kỳ chán luôn. Có những cái lúc mà tôi bảo là thôi thế thôi, có những cái line up hay thì mình nói chung là mình cứ giữ riêng mình thôi. Đấy, kệ người ta, mình chỉ chơi gọi giải trí thôi. Đấy, nhưng mà rồi cuối cùng là tôi vẫn giới thiệu cho anh em. Thế lại lạ thật, lạ ông này thật đấy. Ôi rồi ôi, tôi đẩy đằng kia chết rồi kìa, 9 máu. Tôi còn chưa kịp nhìn thấy cái Exorcist đấy, nó sang nó đấm tôi cơ anh em ạ. Chính tôi là đẩy nó đi luôn. Anh em thấy không? Dã man. Con này lên 3 sao này. Mà chắc đều có 3 sao đâu. Tôi nghĩ round này round cuối rồi anh em ạ. Chốt đồ lốt à? Không, không ghép blink. Hết rồi. Round này round cuối rồi. Thằng này không có cửa ăn được đâu. Ăn làm sao được. Kể cả là có 3 meteorite cứng đến cỡ như nào đi chăng nữa. Ui rồi ôi, tưởng 3 meteorite cứng như nào. Anh em thấy chưa, 3 meteorite rồi nhá. Tức là giảm 35% cái sát thương của đấy, mà cái con cung đen của tôi bắn 2 phát một con chết. Anh em nhìn thấy cái con Sailing Assassin bắn đúng 2 phát chết. Anh em thấy không, con gấu cũng thế, bắn đúng 2 phát chết. Ngộ không cũng thế, bắn đúng 2 phát chết. Là anh em biết là cái sức mạnh của bộ này nó như thế nào. Dã man luôn. Đấy, đấy là tôi nói là về đam thôi nhá. Còn về khống chế rồi về cái tăng cơ về trên thì tuyệt vời luôn. Đấy, anh em nhá, anh em thử đi. Một cái bộ cực kỳ là phải nói là perfect luôn. Từ phòng thủ tấn công đến khống chế ở late game, cực mạnh. Anh em thấy không? Anh em xem clip này, anh em đã có được một cái đội hình cực kỳ mạnh. Một cái bí kíp của tôi phát hiện ra, mà tất cả đều được xem nhá anh em nhá. Tôi không hề có giới hạn hội viên gì cả. Đấy, tất cả các anh em đều được xem. Chính vì thế, nếu mà anh em thấy hay, anh em hãy like cho tôi, để tôi có thêm cái nguồn động lực, tôi làm ra những cái clip khác để phục vụ anh em nhá anh em nhá. Và cuối cùng, nếu yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc hoặc link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.